Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Với chủ đề đối tác cho sự thay đổi, hội nhập với thế giới, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 đã diễn ra tại Philippines trong 3 ngày, 12 đến 14 tháng 11, thảo luận các nội dung về phương hướng, biện pháp tăng cường liên kết nội khối, thúc đẩy thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Với 227 phiếu thuận và 205 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách thuế, theo đó giảm thuế với doanh nghiệp từ 35% xuống 20%, giảm các nhóm đối tượng đóng thuế từ 7 xuống còn 4 nhóm. Ước tính việc giảm thuế này sẽ khiến gánh nặng thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ tăng thêm 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới. Sau quá trình thảo luận tại Quốc hội, chính phủ Anh đã vượt qua cuộc bỏ phiếu đầu tiên về các sửa đổi dự luật rút khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là dự luật Brexit. Nền kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng 0,3% trong quý 3 năm nay, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 7 liên tiếp trong chuỗi tăng trưởng dài nhất hơn 16 năm qua. Tuy nhiên, con số này cho thấy tốc độ tăng trưởng có phần chững lại so với mức 0,6% của quý 2 trước đó. Ngày 16 tháng 11, trong khuôn khổ Hội nghị Khí hậu Liên Hợp Quốc lần thứ 23, 20 quốc gia cùng 2 bang của Mỹ và 5 tỉnh của Canada đã tham gia Liên minh Phát điện không dùng than, hướng tới loại bỏ than đá trong sản xuất điện trước năm 2030. Tuy nhiên, liên minh này không ràng buộc về mặt pháp lý. Thưa quý vị, vậy là sự kiện hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã kết thúc thành công tốt đẹp với sự thông qua tuyên bố Đà Nẵng. Tiếp nối chương trình Thế giới sự kiện tuần trước, chuyên đề tuần này sẽ tiếp tục cùng quý vị tìm hiểu về hội nghị APEC 2017 cũng như những vấn đề liên quan. Năm APEC 2017, đỉnh cao là tuần lễ cấp cao tại thành phố Đà Nẵng vừa thành công tốt đẹp, ghi đậm dấu ấn Việt Nam. Các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố Đà Nẵng tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung và kế hoạch hành động APEC về thúc đẩy phát triển kinh tế, tài chính và xã hội. APEC đang hướng tới xây dựng một cộng đồng APEC tự cường và bao trùm, phát triển đô thị nông thôn bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, nước và năng lượng, giảm thiểu rủi ro thiên tai, tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ và tạo thuận lợi hơn cho các nhóm người dễ bị tổn thương. Các lãnh đạo APEC cũng thảo luận các bước đi để xây dựng tầm nhìn chiến lược cho diễn đàn sau năm 2020. Đặc biệt, một dấu ấn quan trọng góp phần vào thành công của tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng là sự kiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được Bộ trưởng của 11 nước thông qua. Cái điểm có lẽ tương đối nổi bật là trước đấy người ta cũng chưa dự kiến được là các nước đã đi đến giải quyết được cái vấn đề TPP, ra đời cái CPTPP, đúng không? Như vậy đấy là một cái điểm tôi cho là tương đối tích cực, bởi vì cái vai trò tác dụng của TPP nếu như theo trước kia là rất lớn. Thế thì có lẽ là các nước đã giải quyết được mấy, và cái đó là cái cơ sở để ngày mai các nước tiếp tục đi đến đàm phán khác. Thì tôi cho rằng cái đó là cái lớn nhất. Trên cương vị chủ nhà, chủ trì điều hành hoạt động của các ủy ban, nhóm công tác của APEC trong suốt cả năm 2017, với số lượng các cuộc họp, đối thoại, hội nghị nhiều gấp 2 lần so với năm 2006, Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò tích cực, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, nhận được sự ủng hộ của đông đảo đại biểu tham dự. Hội nghị APEC đã kết thúc rất thành công. Chúng tôi cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam với tư cách nước chủ nhà. Đối với những thành tựu đạt được tại cuộc họp, bao gồm nhiều nội dung có ý nghĩa đối với việc định hướng sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với việc tổ chức thành công APEC 2017, Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý truyền thông của thế giới trong tuần qua. Những kết quả đạt được trong kỳ APEC năm nay không chỉ thể hiện vai trò, vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, mà còn cho thấy APEC vẫn tiếp tục là một cơ chế hợp tác kinh tế khu vực hàng đầu. Để có cái nhìn rõ nét hơn về hội nghị APEC, chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay một nhân vật đã trực tiếp tham gia hội nghị APEC tại Đà Nẵng, ông Adam Sitkov, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Adam Sitkov, là một người trực tiếp tham gia vào hội nghị APEC năm nay tại Đà Nẵng, ông đánh giá thế nào về hội nghị APEC 2017 do Việt Nam tổ chức? Đầu tiên, tôi xin được gửi lời chúc mừng chính phủ Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện APEC 2017. Nhiều người nghĩ rằng sự kiện này chỉ diễn ra vài ngày tại Đà Nẵng và Chủ tịch nước cũng như Thủ tướng Việt Nam chỉ đến chủ trì trong vài ngày. Nhưng thực sự không phải như vậy. Sự kiện này kéo dài một năm với rất nhiều hoạt động và các cuộc họp, tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực. Các hoạt động diễn ra trên khắp cả nước, Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Và sự kiện đáng chú ý nhất chúng ta đã được chứng kiến trong tuần trước tại Đà Nẵng, 21 lãnh đạo các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương cùng tập trung lại để tham dự hội nghị cùng hàng ngàn lãnh đạo doanh nghiệp và bàn về các vấn đề kinh tế quan trọng. Theo ông, Việt Nam có những lợi thế và lợi ích gì khi đăng cai APEC 2017?
Theo tôi, có hai lợi thế chính mà Việt Nam có được khi đăng cai sự kiện này. Đầu tiên, khi bạn là nước chủ nhà, bạn đóng một vai trò rất lớn trong việc phát thảo chương trình nghị sự. Bạn có thể quyết định chủ đề chương trình là gì, tổ chức sự kiện ở đâu, mời những ai và nói về những gì. Đây là một điều quan trọng, bởi Việt Nam có thể lựa chọn những vấn đề quan trọng cho đất nước của mình để đem ra bàn thảo. Lợi thế tiếp theo là Việt Nam có thể khẳng định sự hiện diện của mình trên thế giới, không chỉ tại Mỹ mà cả thế giới. Mọi người sẽ thấy 21 lãnh đạo trên thế giới cùng đến Đà Nẵng để tham dự APEC, bàn về các vấn đề kinh tế quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Điều này sẽ mang lại tiếng vang cho Đà Nẵng, cho Việt Nam. Bên lề hội nghị APEC, các nhà lãnh đạo TPP với 11 thành viên, không có Mỹ, đã đạt được một số tiến bộ. Là giám đốc của AmCham, ông đánh giá thế nào về điều này? Cho đến nay, tôi vẫn cảm thấy rất thất vọng khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Các khán giả VITV đều biết rằng Mỹ là nhà tiên phong và khởi xướng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hiệp định này đã được Mỹ nỗ lực thúc đẩy trong suốt 8 năm, và TPP gần như đã hoàn thành được 90%. Chúng tôi đã rất thất vọng khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, và điều đầu tiên ông làm là rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Điều này cũng gây tổn hại rất nhiều đến các công ty Mỹ và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng vì 11 quốc gia đã quyết định tiếp tục thúc đẩy hiệp định này và tiếp tục hướng đến một thỏa thuận có thể giúp tăng cường thương mại, giảm các rào cản về kỹ thuật, xóa bỏ hàng rào thuế quan và giải quyết một số vấn đề khó khăn, bởi điều này thực sự đem lại lợi ích cho mọi người. Bên cạnh đó, đây không chỉ là vấn đề của 11 quốc gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, mà đối với tôi, điều quan trọng là chuyện gì sẽ xảy ra khi TPP trở nên lớn hơn với 12, 13, 14 hay 15, 16 thành viên. Đó là khi TPP thực sự có hiệu lực và trở nên lớn mạnh hơn. Tôi vui mừng rằng các nước Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã có các bước tiến. Tất nhiên, Hiệp định TPP vẫn chưa hoàn tất và vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Nhưng chừng nào các lãnh đạo còn muốn thúc đẩy thì đây sẽ là một hiệp định hết sức ý nghĩa. Liệu có khả năng nào Mỹ sẽ quay lại TPP không, thưa ông? Tôi hy vọng Mỹ có thể thấy được những lợi ích từ các hiệp định như TPP và tham gia trở lại. Nhưng trong ngắn hạn, dù bản thân tôi và nhiều người khác đều mong muốn rằng, bằng cách nào đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ban Cố vấn Nhà Trắng sẽ nhận ra rằng, tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là điều hết sức có ý nghĩa đối với Mỹ, cho các công ty của Mỹ. Theo đó, theo một cách nào đó như thay đổi tên của TPP, thay đổi điều gì đó trong hiệp định để Mỹ có thể tham gia trở lại vào hiệp định này. Nhưng rất tiếc, điều này có thể không xảy ra. Đây chỉ là điều mà tôi và mọi người đang mong muốn mà thôi. Tôi nghĩ nếu bạn nhớ lại những tuyên bố mà Tổng thống Mỹ đã đưa ra một cách dứt khoát và rõ ràng trước đây, thì bạn sẽ hiểu rằng Tổng thống Trump không thích những hiệp định như Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, và ông không muốn Mỹ là một phần của nó. Và theo đó, chừng nào ông Donald Trump còn là Tổng thống, tôi không nghĩ Mỹ sẽ quay trở lại TPP. Về phía Mỹ, tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC lần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump được kỳ vọng sẽ thể hiện rõ ràng hơn quan điểm đối ngoại của mình, đặc biệt là với châu Á. Ông có thể cho biết thêm về quan điểm này? Tôi nghĩ là bạn cũng nghe nhiều nhận định rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó đoán định, nhưng tôi thấy hoàn toàn không phải như vậy. Tôi nghĩ với tư cách là Tổng thống, ông Trump hoàn toàn có thể dự đoán được. Trong thực tế, ông ấy liên tục lặp lại cùng một quan điểm hết lần này đến lần khác. Do vậy, khi đề cập chính sách của Tổng thống Mỹ về thương mại, chính sách về đối ngoại, quan điểm của ông ấy đối với các vấn đề trên thế giới, cách mà ông ấy nhìn nhận sự vận hành của mọi thứ, thì ông ấy đã thể hiện hết sức rõ ràng, bắt đầu với việc nước Mỹ trên hết. Tổng thống Trump tin rằng với bất cứ điều gì nước Mỹ làm đều phải chú trọng đến người Mỹ trước và sau đó mới đến việc hỗ trợ những quốc gia khác. Tại hội nghị thượng đỉnh tại Đà Nẵng, ông Trump đã truyền tải một thông điệp hết sức rõ ràng là: vâng, tôi tin vào nước Mỹ trên hết, nhưng tôi cũng tin rằng mọi quốc gia cũng đều đang hành động vì quyền lợi của nước mình từ trước tới nay. Và tôi thấy điều này hoàn toàn đúng. Do vậy, với Tổng thống Mỹ, khẩu hiệu nước Mỹ trên hết không có nghĩa là ông hoàn toàn tập trung vào thương mại trong nước. Nước Mỹ có vai trò rất lớn đối với thế giới, và việc Tổng thống Mỹ công du châu Á và đến Việt Nam cho thấy ông muốn kết nối với châu Á, kết nối với Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị với khu vực này. Is going to be involved with Vietnam and wants a partnership with Vietnam in the future. Một trong những điều thường thấy tại các sự kiện lớn đó là các nhà lãnh đạo sẽ dành thời gian thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới nước chủ nhà. Sau APEC kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đến Hà Nội và thăm chính thức Việt Nam. Đây là điểm dừng chân thứ tư trong chuyến công du châu Á của ông Trump.
Sau khi tham dự hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 11 và 12 tháng 11, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hai nhà lãnh đạo đã có buổi hội đàm quan trọng về những biện pháp để củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, ra tuyên bố chung về quan hệ Việt Nam-Mỹ. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ trong thời gian tới. Trong chuyến công du năm nước châu Á từ ngày 3 đến 14 tháng 11 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Việt Nam là quốc gia duy nhất mà ông Donald Trump dừng chân ở hai điểm, Hà Nội và thành phố Đà Nẵng. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Ngài Tổng thống đã ghi dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hiệu quả, ổn định của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Qua ba thập kỷ, Mỹ và Việt Nam đã gắn kết dần với nhau để tìm ra được những mục tiêu chung, những lợi ích chung, và đó là điều đang diễn ra. Chúng tôi tới đây hôm nay để tái khẳng định những gắn kết đó. Đáng chú ý, trong chuyến thăm lần này, một loạt hợp đồng thương mại có trị giá lên tới 12 tỷ đô la Mỹ đã được ký kết giữa các doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ cũng tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Giới phân tích đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đối với triển vọng quan hệ song phương Việt-Mỹ trong tương lai. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump sang Việt Nam tôi nghĩ rằng có một cái ý nghĩa rất lớn. Sau cái chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ vào đầu năm 2017. Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ hiện nay không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế hoặc là trong lĩnh vực thương mại, mà chúng ta đã phát triển cái mối quan hệ sang tất cả các lĩnh vực, từ an ninh, quân sự, văn hóa, xã hội và những vấn đề khác. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nhận định, quan hệ Việt-Mỹ sau chuyến thăm của Tổng thống Trump tiếp tục có xung lực mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự song trùng lợi ích ngày càng lớn giữa hai nước. Kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ có hiệu lực, hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 1,5 tỷ đô la Mỹ năm 2001 lên 52 tỷ đô la Mỹ năm 2016. Sau khi tham dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ đã đến Hà Nội thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm thứ hai trong vòng một năm qua của một vị Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Ông có thể cho biết rõ hơn về vai trò của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Donald Trump? Tất nhiên rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Trump hết sức quan trọng. Ý tôi là ông ấy có thể không thực hiện chuyến thăm này. Ông ấy có chuyến thăm kéo dài 12 ngày đến châu Á, rất mệt mỏi, và có rất nhiều công việc trong nước phải xử lý khi trở về. Và tham dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng có thể là đủ, nhưng ông ấy vẫn đến thăm Hà Nội. Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn thể hiện sự tôn trọng đối với Việt Nam, thể hiện sự quan trọng của Việt Nam đối với Mỹ. Tôi nghĩ đó là lý do ông ấy lựa chọn thăm chính thức Hà Nội sau APEC. Tại Hà Nội, ông đã tham dự buổi chiêu đãi cấp quốc gia, ký các thỏa thuận hợp tác song phương, chào xã giao các lãnh đạo của Việt Nam. Tôi nghĩ điều này rất có ý nghĩa, và tôi cảm thấy rất vui mừng vì điều đó. Cụ thể, mục đích, kết quả và ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Donald Trump là gì, thưa ông? Tôi nghĩ có hai kết quả đáng chú ý. Thứ nhất là về vấn đề kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung rất nhiều vào vấn đề kinh tế, và ông lo ngại về vấn đề thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Ông Donald Trump tin vào thương mại công bằng và minh bạch, và ông cho rằng nếu muốn mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển, thì ông mong muốn thương mại giữa hai nước sẽ cân bằng hơn. Ông mong muốn nhìn thấy nhiều công ty Mỹ có thể hoạt động tại Việt Nam hơn, và như vậy, Mỹ có thể bán nhiều hàng hóa sang Việt Nam hơn. Và tôi cũng cảm thấy như vậy, bởi thương mại giữa hai nước đang có sự chênh lệch rất lớn. Vấn đề thứ hai là về chính sách đối ngoại và an ninh. Việc Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhất trí chuyển giao một tàu sân bay đến Việt Nam năm 2018 là một kết quả đáng chú ý. Hai bên cũng nhất trí cùng triển khai hoạt động tuần tra biên giới trên biển. Rất nhiều những vấn đề liên quan cũng được bàn thảo để đảm bảo cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, vùng lãnh thổ Biển Đông, đảm bảo khu vực tự do luân chuyển trên biển. Tôi tin rằng đây là những điều hết sức quan trọng. Tóm lại, tôi cho rằng kết quả đáng chú ý nhất là mối quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam đã được củng cố. Như ông vừa nói thì thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đang rất mất cân bằng. Ông có thể làm rõ hơn về điều này? Vâng, năm ngoái thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ đã vượt mức 52 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 100 lần so với hai thập kỷ trước.
Điều này có nghĩa là mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đang phát triển một cách nhanh chóng. Trong đó, Mỹ nhập khẩu nhiều hơn rất nhiều từ Việt Nam so với những quốc gia nhập khẩu khác. Chúng ta cũng có thể thấy rằng Mỹ đầu tư vào Việt Nam rất nhiều, tất nhiên là các nước khác như Canada, Singapore hay EU cũng vậy. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng Mỹ là một nhà đầu tư lớn. Tôi nghĩ điều này thật tốt. Tôi rất vui khi thấy các con số cứ lớn dần lên. Nhưng điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự muốn đề cập là 36 tỷ đô la Mỹ thâm hụt thương mại với Việt Nam. Và với khán giả VITV, điều này không có gì là khó hiểu. Bởi Việt Nam xuất khẩu rất nhiều hàng hóa sang Mỹ, trong khi lại nhập khẩu rất ít từ Mỹ. Do vậy, Tổng thống Trump và chính quyền của ông muốn con số này được cải thiện một chút. Và tôi thấy rằng, trong chuyến thăm Hà Nội của ông Trump, hai bên đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận thương mại và đầu tư trị giá 12 tỷ đô la Mỹ. Trong đó sẽ có các container hàng hóa trị giá 10 tỷ đô la Mỹ chờ được nhập cảnh vào Việt Nam là một tín hiệu đáng mừng. Do vậy, trong thương mại, không bao giờ có việc một bên được và một bên mất, mà tôi tin rằng cả hai bên đều được hưởng lợi khi hợp tác với nhau. Một ví dụ điển hình cho việc này là trong chuyến thăm này, công ty Mỹ đã ký hợp đồng xây dựng kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng Sơn Mỹ. Theo đó, Việt Nam có thể nhập khẩu khí thiên nhiên trực tiếp từ Mỹ, cũng như phát triển lĩnh vực năng lượng của mình. Điều này không chỉ quan trọng đối với quan hệ thương mại hai nước, mà còn cả với an ninh của Việt Nam. Ông dự đoán thế nào về hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Mỹ sau chuyến thăm này? Và AmTram sẽ làm gì để thúc đẩy sự phát triển trong thương mại giữa hai nước? Tôi tin rằng sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tốt. Chúng ta mới thiết lập quan hệ ngoại giao được 20 năm, và đó là một khoảng thời gian ngắn, và bắt đầu từ con số 0. Trước đó, như bạn đã biết, giữa hai nước đã xảy ra chiến tranh, và hai bên hoàn toàn không làm ăn với nhau. Mối quan hệ giữa hai nước sau đó từ từ phát triển, và nay các công ty Mỹ đã có mặt trong mọi lĩnh vực của Việt Nam. Họ đến đây không chỉ bởi giá nhân công rẻ, mà còn vì muốn đóng góp cho sự phát triển tiêu chuẩn sống của gần 95 triệu người sống tại Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc khi các công ty Mỹ bán các sản phẩm như xe ô tô, bia, mỹ phẩm hay lắp đặt Wi-Fi trên máy bay hay Internet, chúng tôi đã mang công nghệ đến Việt Nam và nâng tiêu chuẩn sống của người Việt Nam. Và tôi tin rằng vẫn còn nhiều cơ hội để hai nước hợp tác và chính phủ hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực hơn trong thời gian tới. Cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai diễn đàn APEC. Việc Việt Nam tổ chức thành công hội nghị mang tầm quốc tế này cũng như tiếp đón nhiều lãnh đạo thăm chính thức tại Hà Nội đã thể hiện uy tín và vị thế của Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.